Những cái món ăn vặt mà là Băng Di thường hay ăn vụng ở trong văn phòng đó là gì? Và cái thời điểm nào là ăn vặt là đỡ bị sếp phát hiện nhất? Bánh tráng trộn, trà sữa, những cái loại bánh snack, cóc, ổi xoài, rồi trái cây rồi kia. Thì theo kinh nghiệm mà đã từng làm văn phòng của Di thì chị thấy thời gian nào cũng là lý tưởng hết á. Quan trọng á là mình có biết giấu hay không thôi. Hồi đó thì Di cũng hay giấu lắm, Di giấu chứ mấy cuốn sổ, sổ sách thì kia, mấy bánh tráng rồi Di giấu. Sếp đi vô cái là mình để cuốn sổ lên liền. Mình để cuốn sổ lên liền, xong rồi sếp đi ra cái là mình vạch ra một phát là có nguyên một đống đồ ăn ở đó. Còn còn nếu mà nghiêm túc á, đối với những văn phòng nghiêm túc thì Di nghĩ là khoảng thời gian lý tưởng là buổi trưa, lúc mà mọi người đi ngủ thì mình cứ nghe nhóp nhép vậy đó. Để cho mọi người ngủ không được ngon.